chỉ số sinh tồn là mạch, mà hoặc là huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ, đúng không ạ, của bệnh nhân trở lại bình thường, ổn định. Bình thường, ổn định. Thì bao giờ bài này có hẳn một bài dài cho các anh chị. Chỉ còn hội chứng liệt nửa người, chỉ còn hội chứng liệt nửa người kèm theo nói mặn hoặc không, nói mặn hoặc không. Thầy ơi, thầy từ từ, thầy từ từ hãy chuyển cái phần chỉ định. Thế bệnh nhân liệt nửa người bên nào thì nói nào? Đã gặp bệnh nhân nào chưa? Bên phải. Bên phải hay bên trái? Bên phải. 99% bệnh nhân liệt nửa người bên phải là nói nào? Nha. Bao giờ đến bài thì giảng bệnh học thì tôi sẽ nói tại sao như thế nha. Quá trình điều trị phục hồi phải phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người bệnh.